Thưa quý vị và các bạn, trận mưa lớn rạng sáng nay 21 tháng 9 tại thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng đã gây thiệt hại về người, tài sản của nhân dân. Địa phương đang huy động các lực lượng tích cực hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Thu Hằng vẫn còn bàng hoàng bởi tốc độ quá nhanh của cơn lũ. 7 giờ 30 phút, nước từ đầu nguồn bắt đầu đổ về. Chỉ sau khoảng 30 phút, nhà đã bị ngập cao gần 1 mét. Toàn bộ hệ thống ao hồ xung quanh đều bị ngập nặng. Và nước đẩy hết đây, thế là dân làng bắt đầu vào với kênh bê các thứ đồ đạc cho mà cũng không kịp. Nhiều cái vẫn không bê lên được nên là vẫn ngập. Rồi nước nó cứ ào ào nó đến thôi. Ao cá, ao chuông là cũng ngập san bằng hết rồi. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, mưa lũ đã làm ngập nhiều nhà dân, hoa màu, vỡ nhiều ao nuôi cá. Một số tuyến đường bị sạt lở, chia cắt bởi nước lũ trên các suối. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi xảy ra mưa lũ gây thiệt hại về người và tài sản, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, tính toán đưa các hộ dân ở khu vực nguy hiểm ra nơi ở mới an toàn. Huy động các cái lực lượng dân quân, rồi các cái tổ chức chính trị xã hội cùng với bà con nhân dân để di chuyển các cái tài sản và người đến nơi an toàn. Sau khi mà ổn định thì để đánh giá lại tình hình, xem những cái vị trí đó còn ở được hay không ở thì sẽ phải di chuyển ngay. Đối với 5 điểm bị sạt lở trên quốc lộ 70, trong đó có một điểm sạt lở lớn, đoạn qua thôn Nậm Tròng, xã Bản Cầm, đơn vị quản lý, bảo trì quốc lộ 70 và chính quyền địa phương đã cắm các biển cảnh báo, khuyến cáo người dân không đi qua vị trí sạt lở do vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Theo dự báo, từ nay đến ngày 23 tháng 9, trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ một số nơi có mưa to. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các sở ngành, các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng trong những ngày tới.